Rồi, xin chào các bạn. Chào, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo trong chuỗi tập phim chuyến đi Sài Gòn Đà Lạt của gia đình mình. Hiện tại mình đang ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Còn khoảng 500m nữa thì tới một cái vòng xoay sẽ cho bạn hai sự lựa chọn. Một là bạn đi lên Đà Lạt bằng hướng đèo Prenn, hai là bạn đi bằng hướng đường cao tốc Đà Lạt Liên Khương. Liên Khương Đà Lạt chứ. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái phương án là đi lên Đà Lạt bằng tuyến đường cao tốc Liên Khương để xem như thế nào. Mình cũng chưa đi tuyến đường này bao giờ, mình cũng quay cho các bạn xem. Thì đây có ba cái hướng dẫn, một là đi tiếp tục quốc lộ 20, hai là đi cao tốc và rẽ về một hướng là đi về Đắk Lắk. Bây giờ mình sẽ đi về hướng về đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt. Lần đầu tiên mình đi thử cái đường cao tốc này như thế nào. Đây mình quay cho các bạn, đây là cái vòng xoay đi vào hướng đường cao tốc Liên Khương đây. Đây đường cao tốc Liên Khương nha các bạn. Đây, đi thẳng lên. Đi thẳng lên đây sân bay Liên Khương là 90. Sân bay Liên Khương đến chân đèo Prenn 90 km và 60 km, tốc độ tối đa là 90 km. Đường cao tốc rất là đẹp. Nãy là cái hướng kia là hướng quốc lộ 20, thì cái này là đi đến chân đèo Prenn thôi, đường Liên Khương đi đến chân đèo Prenn, sau mình vẫn sẽ phải leo đèo Prenn. Nghe không? Dạ. Nó là có một cái đoạn ngắn đi như thế này để đi, mình đi cho nó nhanh hơn. Thì đây là tốc độ 90 km/h nha các bạn. Mình sẽ trời nắng, chúng ta nhìn xanh không? Dạ, trời trong xanh. Quay giờ đẹp rồi đúng không? Mình đang cố gắng quay những cái thước phim đẹp nhất để gửi đến quý anh chị các bạn nha. Hôn mình miếng ơi. Mình đang kêu vợ mình hôn mình cái đó. Ok, các bạn sáng giờ chắc thấy mặt mình được rồi. Hôm nay nó không được đẹp lắm. Đi lái xe hơi nhiều. Có vợ đẹp thôi. Thì giờ đây mình đang trên con đường cao tốc Liên Khương tới chân đèo Prenn. Thì tốc độ tối đa là 90 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Còn giá tiền như thế nào thì mình không biết. Mình chưa biết, để tí nữa mình sẽ trả phí thì mình sẽ nói luôn cho bạn cùng biết luôn. Thì cái chỗ bùng binh hồi nãy là cho bạn hai hướng đến chân đèo Prenn bằng cách là đi đường cao tốc Liên Khương tới chân đèo Prenn, hay là bạn đi bằng tiếp tục với đường quốc lộ 20 thì cao tốc thì sẽ nhanh hơn, là bạn đi được với tốc độ 90 km/h cơ mà. Và nó đẹp. Quốc lộ 20, hai con đường này thì nó rất là nó song song với nhau đấy. Và nó song song với nhau. Đường cao tốc thì dễ đi hơn. Vắng xe. Nhưng mà bạn phải trả phí. Ồ, đây có cái cầu vượt nhưng mà chưa có làm được gì hả? Các loại xe đi khách là nó đi đường cao tốc này không à các bạn ơi. Xe của Phương Trang, Thành Bưởi thì mình thấy người ta đi cái đường này không à. Mình nghĩ chắc phí chắc khoảng 40-50 ngàn quá. Mình là hồi vốn rồi. Trời chưa nắng thì quay lên nhìn hình phải nói là tuyệt vời ha. Em em. Tuyến đường này hai bên thì đồi núi đặc trưng của cao nguyên. Phía dưới bên phải này là có cái thung lũng nhiều nhà ở lắm nè. Cây xanh mát luôn. Đường cao tốc này thì nó không được, mình cảm nhận nó không được êm cho lắm, do làm chắc là vùng đồi núi, nhưng mà nói chung là quá đẹp. Mặt đường thì không có êm, hai bên thì cây xanh nhiều lắm.
không biết bao nhiêu km như này, nó không có ghi ha. Trước mặt các bạn là một quả đồi đây, cây ít quá, cây bị phạt hết rồi. Ồ, một anh người nước ngoài chạy đó. Nó là chưa lên hình quay phim mà nó là tuyệt vời luôn các bạn. Rất vắng. Em buồn ngủ à? Sao vậy? Nhìn đi, đẹp mà. Ngủ à? Hả? Sao vậy? Nhìn đường đi đẹp quá. Theo tại vị trí này đến thành phố Đà Lạt thì theo như Google Maps nó nói là còn khoảng 30 phút nữa. Mình đi khá là lâu. Chuyến đi Đà Lạt. Đây là đầu tiên. Không biết, tức là cái vấn đề đi là tốc độ nó. Mình không biết mình chạy được bao nhiêu. Ô, cái đoạn dốc được 10% luôn các bạn ơi. Ê, dốc lên 10% để mình lấy đà mình chạy lên cho nó. Tập này tập thứ 6 thứ 7 hả? 7 rồi đó các bạn, 7 tập phim rồi đó. Đây dốc này 10%, chuẩn bị lên tới 10%. Ủa, tiếng đường đẹp quá. Một bên là rừng thông đây. Đêm không biết có đèn đường hay không, chắc là mà vắng quá. Có mình xe mình đi này nè. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 28 độ C lúc 12 giờ rưỡi trưa các bạn. Lúc này là 12 giờ rưỡi trưa thôi mà 28 độ C là mát rồi ha. Đẹp quá, đẹp luôn. Không khí Noel. Bầu trời đấy rất là trong xanh nha. Tuyệt vời. Đường thì nó không êm lắm đâu, nó giống như những cái đường ở dưới thành phố mình thôi, mà nó gọi là đường cao tốc vì nó nhanh hơn những cái đường ở đây thôi. 90 km/h là ở vùng núi cao nguyên này là quá tuyệt vời. So với đường đi Đắk Lắk thì không bằng đâu, đường đi Đắk Lắk đẹp lắm, êm lắm. Mà năm mình đi là cũng vùng núi chính đó, trên hai bên đường vàng rừng luôn. Lúc đó chưa có làm YouTube. Sẽ đi lại các bạn. Đây trước mắt các bạn đây một quả đồi cực đẹp luôn. Không phải đồi nào không? Rồi có xa xa là có cái nhà lưới đó. Nhà lưới là trên này người ta trồng các loại rau củ quả này. Các bạn nhớ nha, tốc độ tối đa là 90 km/h. Tối thiểu là 60. Ô, có ông nào, ông Hùng nào đi ngược chiều hay gì đó. Đây là, ủa, có bảng cấm xe máy. Tại sao nãy có một ông Tây. Đường này cấm xe máy. À, đường này cấm xe máy các bạn ơi. Còn khoảng 7 km nữa là đến điểm chân đèo Bren. Sau đó mình sẽ leo đèo Bren và hết đèo Bren thì sẽ chờ thành phố Đà Lạt sẽ chào đón chúng ta. Ngày lên em bé. Dạ. Ngày lên làm em bé hả? Không. Cái gì ở Đà Lạt 125 năm gì đó các bạn, từ mình thấy có một cái bảng cái phần rừng đó là ngay dịp lễ hội 125 năm Đà Lạt gì nha. Mình
thấy có một cái bảng ở trên đường người ta ghi như vậy. Cao tốc Biên Khương. Coi có thông tin nào em đọc. Tin gì mấy đó các bạn ơi, mình thôi mình để mình ghi cái phần mô tả về đường cao tốc Liên Khương Brand ở dưới video này nha, chứ mình hiện tại mình đang lái xe mình cũng không có thông tin gì nhiều lắm, chỉ biết là mỗi một bên làng là hai làng xe. Ôi ôi sao chạy có 90 mà bạn cứ chạy nhanh vậy, chiếc xe đó chạy phải hơn 100 nữa các bạn, chắc luôn. Rồi ở giữa thì có trồng hoa, hai bên cây xanh, cây của miền cao nguyên nè. Cái thông hay sao không ha? Cái đó cái gì á, cái gì á, mà lá nó nhỏ lắm nha. Cái lá kim. Cái lá kim đẹp lắm. Ồ, dưới cái thung lũng này nó cũng đẹp nè. Ồ, trước mặt các bạn cái gì đây? Để mình xem coi. Họ kiếm rìm như là cái gì đây? Kiếm rìm bên đây. Mình chạy đúng với tốc độ 90 km/h. Qua làng này chạy. Có hai làng mà. Ô, trạm thu phí. Đã tới trạm thu phí rồi, còn 500m hả? Đúng rồi, trạm thu phí cho đường cao tốc các bạn ơi. Không biết bao nhiêu tiền để mình chuẩn bị đi. Thiệt tình là không biết bao nhiêu tiền luôn. Đường cao tốc khá ngắn, có một đoạn ngắn tụi đi chưa đã à. Nhanh hơn đi qua bên đường quốc lộ 20 bên kia thì mình coi bảng giá phí là bao nhiêu tiền nha. Xe hai bánh, xe tải nhẹ, xe khách, xe tải. đây. 30k các bạn ơi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi các bạn, 30.000 cho một cho đoạn đường cao tốc này. Thì từ sáng tới giờ là mình đã nhận được 4 cái vé thu phí rồi. Đây, cái vé này các bạn. Ồ. 30.000. Thì cái đầu tiên là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây 100.000, sau đó là một cái đoạn tiếp theo là đường tiếp tục thu phí là 20.000 à. 20.000 xong một cái trạm thu phí 35.000 là ở gì đây? 35.000 là đâu á? Liên Đồng gì đó. Nãy hết là giờ là 4 lần rồi đó. Gần hai hơn 200.000 rồi đó. Đúng không? Hơn 200.000. 200.000 nữa các bạn. 200.000 phí cầu đường rồi đó. Cộng với tiền xăng xe nữa là 500.000, đó là 700.000 đấy. Nếu các bạn đi 4 người thì hợp lý. $200.000 phí các bạn. Từ Sài Gòn nhá. Phí đường cao tốc là hết 100.000 rồi, tới ngã ba Dầu Dây. Xong bạn đi bạn thu thêm tới thời điểm này là đường cao tốc Liên Khương Brand là 3 lần, một lần 20, một lần 35 và một lần 30 là gần 100.000 nữa. Đây giờ thành phố Đà Lạt, khu du lịch Thác Brand
Sam Tiền Lâm và Đức Trọng đây. Mình đi đến khu vực này và mình sẽ đi mình sẽ đến cái ngã rẽ để mình đi về thành phố Đà Lạt nha các bạn. Rồi ok các bạn thân mến ơi, mình đã quay cho các bạn xem được cái toàn cảnh cái đường cao tốc Liên Khương Brand và giá phí cũng như là cái điều kiện đường như thế nào để các bạn xem. Thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2018 thì chất lượng đường cũng khá là ok các bạn. Chạy cũng ok đấy, tốt. Thì các bạn nếu có đi thì các bạn có thể đi bằng cái tuyến đường cao tốc này nhá, cho nó nhanh. Rồi ok các bạn nhá. Bên tay phải là khu du lịch Brand, khu du lịch Tháp Brand. Thì bây giờ mình sẽ đi lên thành phố Đà Lạt, thành phố ngàn hoa nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ đeo Brand thôi.